rich, I'm rich, I'm rich, I'm rich. Hello, hello everybody, welcome to HealthVKT. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh HealthVKT. Thì hôm nay chúng ta đến với một con game đó là... Tên gì quên mẹ nữa rồi. Rồi bây giờ hướng dẫn các bạn đăng ký ha. Đây là đăng nhập, có đăng ký, cả nhà yêu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rồi đó, đăng ký thành công ha, vô game. Rồi, vào game luôn. Rồi, server này thì chỉ có 2 lát nhân vật thôi nha anh em. Đó. Ok, rồi. Đó, Việt hóa ha. Thì chắc nó cũng như mấy bạn kia thôi, Việt hóa này kia kia nọ cho dễ chơi vậy đó mà. Rồi kiếm cái chỗ nào núp lùm nè. Hoàng. Tiền thì không có gì hết đúng không? Rồi ok. Rồi bây giờ nhập code. Đó, server này có code ha, đây. Rồi bây giờ chúng ta nhập code vào. À, đầu tiên các bạn nhập tên nhân vật ha. Ok, ok. Nhập vào, đó, ok, ok. Mà cha nó ta ghét nhất là đang làm cái này mà nó chạy đi làm nhiệm vụ á. Rồi bây giờ nhập code vào. Rồi báo là vào thư nhận, đó. Rồi, trước tiên là phải để cho nó đứng yên. Rồi chúng ta nhập, đó. Đó, 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 kinh nghiệm ha. Trước tiên là phải tắt cái này má ơi. Rồi 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 lại đứng nữa. Ok thoát ra. Mấy lần như vậy đó anh em. Nhộ nhộ lắm nhộ lắm. Rồi đó lên 169 đúng không. Nhưng vẫn còn nữa anh em. Vẫn còn ha. À, free level mà vẫn còn. Nói chưa, tao biết thế nào nó cũng chạy qua nó làm nhiệm vụ mà. Nó không làm nhiệm vụ nó chết. Rồi tiếp tục. Nhận. Xó. Nhận. Thấy nó chạy đi là lật đật là tắt liền nha. Tại vì nó hay làm nhiệm vụ sẵn lắm. Rồi nhận hết kinh nghiệm luôn nha anh em. Rồi ok xong xóa hết. Rồi sạch sẽ ha. Chúng ta lên được level là 206. Ủa 200 hay 211 chứ. Rồi 211. Bây giờ chúng ta nhập tiếp code. Ok. Rồi vô thư nhận tiếp. Rồi ở đây là được một mớ kim nguyên bảo. Tiếp tục ha. Chẳng biết code có gì đây. Tiếp tục kim nguyên bảo ha. Kim nguyên bảo này kim nguyên bảo không khóa. Tiếp tục. Kim nguyên bảo tiếp nè ha. Cái anh em nhận xong rồi anh em nhập tiếp ha. Tránh tình trạng là nó bị lỗi không nhận được hư ha. Đó. Các bạn cứ làm riết như heo vậy đó thì các bạn sẽ được nhiều kim nguyên bảo ha. Em không nhớ là được bao nhiêu nữa. Nhưng mà xong rồi chúng ta xóa. Chúng ta hót ra. Xong rồi chúng ta mới nhập tiếp nha. Bạn nào không xem cái video này là thế nào là chút cũng nói sao mà free ít quá à. Rồi ok. Xong. Nhập tiếp. Đó lại có thư. Rồi thoát ra. Xong rồi nhập tiếp code vào. Rồi ok. Rồi hết code ha. Xóa hết. Xong. Rồi để coi coi được bao nhiêu đây. Được 6
sau lưng này là 4 số 0, vậy là 60 vạn, 60 triệu, 60 triệu Kim Nguyên Bảo nha. Đó. Rồi bây giờ chúng ta mở VIP nè. Full full và quà nạp luôn nha anh em. Rồi mấy cái này thì chắc không cần phải nói rồi. Rồi bây giờ gia hạn. Thì các bạn hai nhân vật này thì chỉ có VIP 10 thôi nha. Nên chúng ta ăn lên được VIP 10 thôi, được rồi, đừng có ăn nhiều quá. Phí. Rồi đó. Vậy là full VIP rồi đó. Rồi full VIP ha. Rồi quà nạp nè, nhận nè. Full quà nạp luôn nha anh em. Đó, nhận mở hết luôn. Sắp xếp. Đây thẻ đầu tư, ok, cái này hỏi, cái này cũng hỏi luôn. Vô nhận mở hết mấy cái này cái. Cái này ở đâu vậy ta? Đây, đây thấy rồi. Rồi bóng chat đây, đây bóng chat nè. Dùng đắc kỷ nữ hoa. Rồi ở đây là có mấy cái tướng nè, nữ hoa đâu à, đây. Ok, nhiệm vụ các bạn phải chạy nhiệm vụ ha. Ok, bây giờ heo chạy nhiệm vụ một tí. Rồi chạy một tí thì nó đưa lên level. Đây, nhiệm vụ level 62. Rồi ok ha, bây giờ chúng ta nè nhận quà nè. Đó. Đây là quà nạp đầu ha. Dùng nè, đó, khoái liền vô túi mở tiếp. Đây có vũ khí bậc 5, mặc được vũ khí bậc 5 ha. Best thì chúng ta dùng là nữ hoa mà. Mấy cái này chúng ta mở hết rồi hả? Mở, các bạn mở lên cho nó có thêm lực chiến nha. Để nó cũng không được gì mà chật rương thôi. Thì rảnh thì các bạn mở cho nó full luôn. Đó. Thì cái này tiếng Việt không thì anh em cũng dễ chơi mà. Thì đi ngang thấy có server nên là vào xe cho anh em thôi. Thấy cũng được. 58 nè, 58 triệu vàng thì xài cũng được ha, không đến lỗi nào. Rồi ở đây thì chúng ta, nó phơi với chúng ta một con bet nữa nè. Đó, trong quà VIP, cái này là trong quà VIP. Đó, để tự động thì nó sẽ tự nâng ha, nhưng mà tốn Kim Nguyên Bảo. Đó, nó trừ vô Kim Nguyên Bảo khóa này ha. Rồi ở đây có bồi dưỡng này kia. Rồi ở đây có cái rương gì đây. Đồ, có được một mớ trang bị nè, mặc vô cũng được khá khá trang bị nha, chứ không phải ít nha. Rồi ok, đẹp rồi đó. Rồi ở đây là quà nạp nhận thêm nữa nè ha. Đó. Này là tích lũy 3 ngày nạp là sẽ nhận được con này. Ok, cũng được. Đây là chúng ta nhận được móc 600.000 Kim Nguyên Bảo ha. Đây, quà level. Đây, cái này chưa nhận được đậu tương. Đây là phúc lợi. Đây là quà online.
Cái này quà ngày, cái này là phải mua. Còn quà server mới nè. Đó, khá nhiều luôn nha. Cũng có cánh, có này, có kia, khá là nhiều đồ. Nè, thương học. Nè, chuyển sinh đan nè. Đậu phòng. Đây là nạp. Rồi, còn ở đây là thẻ đổi tên, bồi dưỡng. Đá tùy tẩy. Đây, ngoại trang thì chúng ta có thêm một bộ này. Một cây gậy. Một cây cánh. Nghĩ là nên cho nó ăn mặc được có mặt sexy quá ha. Đó, rồi, ok. Đây là tiệm kim nguyên bảo khóa. Nhìn chung thì nó cũng bán những thứ như mấy server khác thôi. Đột phá đan này nọ. Rồi ok. Thì nhìn chung là như vậy ha. Anh em nào có chơi thì tải về. Link theo để dưới phần mô tả nha. 200 mấy mới mở con boss. Rồi ok. Thôi bye bye. Chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Nhớ like và share ủng hộ Heo VKT nha. Thì sẽ có thêm nhiều video. Nói chung thì anh em ủng hộ Heo nhiều nhiều, giúp Heo lên được 10.000 subscribe ha. 10.000 người đăng ký. Ok, bye bye, chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Bye bye.